Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2021 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Canh Tý, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh, bích thượng thổ, ngày Canh Tý tức can sinh chi, nghĩa là kim sinh cho thủy và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, bích thượng thổ, kỵ tuổi, giáp ngọ, bính ngọ, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi bính ngọ, nhâm tuất thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày Tý lục hợp với Sửu, tam hợp với Thìn và Thân thành thủy cục, xung với ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu và tuyệt tỵ. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi nhâm ngọ, bính ngọ, giáp thân, giáp dần. Tuổi xung trong tháng, tuổi bính tuất, giáp tuất, bính dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao thiên hỷ, tốt mọi việc, nhất là về cưới hỏi, sao thiên ân, tốt mọi việc, sao minh tinh, tốt mọi việc, sao thánh tâm, tốt mọi việc, nhất là về cầu phúc, tế tự, sao tam hợp, tốt mọi việc, sao mậu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao đại hồng sa, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao hoàng sa, xấu đối với xuất hành, sao cô thần, xấu với cưới hỏi, sao lộ ban sát, kỵ về khởi công, động thổ, sao không phòng, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Tây Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, dẫn đường trị lối, cho nên với bạn tuổi Tý đang có được những quyết định khôn ngoan nhờ sự nhanh nhạy của bản mệnh. Với bạn tuổi Tý, nhờ kinh nghiệm sẵn có và đầu óc phân tính nhạy bén, cho nên bạn hiểu rõ làm việc gì sẽ tốt hơn cho bản thân mình trong những hoàn cảnh khó xử. Bạn tuổi Tý cũng sẵn sàng chấp nhận rủi ro dù việc gì có xảy ra đi chăng nữa. Điều này sẽ giúp cho bạn có thể gặp được cơ hội để thăng tiến hoặc là được cấp trên đánh giá cao về bạn trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này cho thấy bản mệnh tuổi Tý cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, đặc biệt là các bệnh về xương khớp. Không nên ngồi làm việc quá lâu một chỗ mà thỉnh thoảng bạn nên đứng lên thư giãn và vận động nhẹ nhàng để cho cơ thể của mình được khỏe mạnh. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, đầu óc tỉnh táo để đưa ra những quyết định khôn ngoan. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, biết bản thân nên làm gì và không nên làm gì là tốt. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, sẵn sàng chấp nhận rủi ro, dám đương đầu với thử thách. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, có được cơ hội thăng tiến hoặc là được đánh giá cao từ cấp trên. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, chú ý giữ gìn sức khỏe, thường xuyên vận động. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 57, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành lục hợp nâng đỡ, cho nên với bạn tuổi Sửu đón nhận những tin vui về chuyện tình cảm của mình trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Sửu cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với những gì mà mình đang có ở hiện tại. Bạn mệnh tuổi Sửu nếu như đã kết hôn thì sẽ có được sự hài hòa với người bạn đời của mình, tình cảm càng ngày càng thêm phần thắm thiết hơn. Còn đối với những bạn chưa tìm được người để gửi trao tình cảm thì trong ngày hôm nay bạn hãy tích cực và chủ động hơn trong chuyện tìm kiếm một nửa cho mình. Bởi bạn đang có được nhiều sự may mắn cho mình trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, nhắc nhở bạn mệnh tuổi Sửu cần phải chú ý tới cách nói năng của mình ở nơi làm việc. Bạn tuổi Sửu có thể sẽ gặp phải mâu thuẫn, bất đồng với cấp trên. Nếu như bạn tự tin mình là người đúng, hãy tranh luận một cách nhẹ nhàng và có văn minh hơn. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tình cảm hòa hợp, đón nhiều tin vui. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, đối với những bạn đang còn độc thân nên chủ động hơn trong việc tìm kiếm một nửa của mình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, chú ý cách ăn nói ở nơi làm việc để tránh tự rước rắc rối vào mình. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, nên tranh luận một cách nhẹ nhàng và văn minh. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 34, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, và đây là dấu hiệu tốt cho bạn tuổi Dần để phát triển trên các lĩnh vực như là học tập và sự nghiệp của mình trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Dần, dựa trên năng lực và kinh nghiệm của bản thân, bản mệnh có thể lập ra những kế hoạch và đưa ra những lựa chọn cho tương lai phù hợp với mình. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này là cho dù bạn đủ khả năng làm việc độc lập tốt đến đâu đi chăng nữa thì bạn vẫn cần phải học cách hòa nhập hơn với mọi người xung quanh. Bạn đang khiến cho mọi người nghĩ rằng mình là kẻ thờ ơ, không quan tâm tới các công việc chung của tập thể nữa. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho Hỏa Vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn ngày hôm nay đang rất chi là tốt đẹp. Vận đào hoa có được sự khởi sắc mạnh mẽ, rất có lợi cho những bạn đang còn độc thân đi tìm kiếm một nửa ưng ý với mình. Và bạn tuổi Dần, bạn cũng nên chú ý tới vẻ bề ngoài của mình hơn một chút nữa, có thể thay đổi phong cách ăn mặc để trở nên nổi bật hơn. nó vừa giúp cho bạn thêm phần tự tin, lại tạo ra sức lôi cuốn đối với những người khác giới. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, công danh sự nghiệp có được cơ hội phát triển thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, tùy vào khả năng của bản thân để lập ra những kế hoạch phù hợp. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ nên tìm cách hòa nhập với tập thể. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, đào hoa được khởi sắc. Đối với những bạn đang còn độc thân, có thêm được nhiều cơ hội để kiếm tìm một nửa cho mình. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim nên chăm chút hơn cho vẻ bề ngoài để tăng sự tự tin hơn, tăng sự cuốn hút hơn cho mình. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 30, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tý ngọ mão dậu. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Mão tự tin thái quá vào ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Mão không nghe theo lời khuyên của bất cứ ai cả vào lúc này và khăng khăng làm theo ý của mình, và điều này có thể khiến cho bạn gặp nhiều rắc rối. Với bạn tuổi Mão, bạn cũng cần phải chú ý tới cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người khác. Khi muốn góp ý cho ai, bạn nên dùng những ngôn từ, từ ngữ uyển chuyển, tránh dùng những từ ngữ quá trực tiếp lại gây tổn thương cho người nghe. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này mang lại cho bạn có được cơ hội để tìm kiếm một công việc phù hợp với mình. Với bạn tuổi Mão đang muốn thay đổi công việc, bạn cũng có thể được những lời khen ngợi từ đồng nghiệp, cấp trên nhờ những thành quả của mình trong suốt thời gian vừa qua. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy có thể gặp rắc rối vì thái độ tự tin thái quá. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa khăng khăng làm theo ý của mình, buông ngoài tai mọi sự góp ý của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ chú ý cách ăn nói, tránh làm mất lòng người khác. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, người đang thay đổi công việc có thể tìm được việc làm phù hợp với mình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim được cấp trên khen ngợi, đồng nghiệp yêu quý. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 22, số 59, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân Tý Thìn phù trợ. Cái điều này làm cho bạn tuổi Thìn có thể nhờ vậy mà hóa giải được những khúc mắc trong chuyện tình cảm của mình bấy lâu nay. Dù sao, cả hai người vẫn còn tình cảm với nhau thì không có hiểu lầm nào là không thể tháo gỡ được. Và với bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này vẫn còn chăn đơn gối chiếc thì hôm nay là thời điểm tốt để cho bạn bày tỏ tình cảm với người mà mình thầm thương trộm nhớ. Cát khí lan tràn, với bạn tuổi Thìn sẽ có được cơ hội thành công cao hơn mức bình thường. Biết đâu đấy, người ấy chỉ đang chờ bạn ngỏ lời để được chung đôi, chung bước với bạn mà thôi. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn lại đang có được thực thần chiếu mệnh, và bạn đừng có bất ngờ khi bản mệnh có được lộc ăn uống hoặc là tài lộc được tăng tín trong ngày hôm nay. Thậm chí có người may mắn được nâng lương, nâng uy tín của bản thân mình trong mắt đồng nghiệp nữa. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, hóa giải khúc mắc hiểu lầm trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ. Đối với những bạn đang còn độc thân nên dũng cảm bày tỏ tình cảm với người mà mình thầm thương trộm mến. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, cát khí lan tràn, mọi việc được suôn sẻ. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, có lộc ăn uống hoặc là tài lộc tăng tín. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, có thể được nâng lương, nâng uy tín cá nhân. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 60, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Mão. Tử vi tuổi Tỵ thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tỵ đang có điểm báo gặp phải không ít rắc rối trong ngày hôm nay. Bản mệnh tuổi Tỵ đang gặp ngày có Tỵ Kim chiếu mệnh, bạn có lẽ sẽ vấp phải tranh chấp với đồng nghiệp, thậm chí là bè bạn thân thiết với mình. Mâu thuẫn xảy ra đừng có vội trách móc người khác, mà bạn cũng cần phải xem xét lại chính bản thân mình nữa. Cái việc không đồng ý kiến dẫn đến cãi cọ là điều khó có thể tránh khỏi khi mà mọi người có quan điểm hoàn toàn khác nhau. Cái quan trọng là sau đó hai bên nên biết nhường nhịn lẫn nhau để cùng tìm ra cách giải quyết vấn đề sao cho trọn vẹn cả đôi đường, tránh làm mất hòa khí chung. Và với bạn tuổi Tỵ, đừng có biến bản thân mình trở thành kẻ kiêu ngạo, thường châm ngòi cho những mâu thuẫn xảy ra trong tập thể. Bên cạnh đó, ngày này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này khiến cho vận trình tình cảm của bạn giảm đi trông thấy. Bạn tuổi Tỵ cần phải biết tiết chế cảm xúc của mình, tránh nổi nóng hay là trút giận lên người đối phương để rồi xảy ra cãi cọ to tiếng. Còn đối với những bạn đang còn độc thân, có lẽ phải đưa ra quyết định đau lòng vào ngày hôm nay. Mối tình vừa mới chớm nở đã vội lụi tàn nữa. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc là bạn bè. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, cần phải kiệm điểm lại bản thân trước khi trách móc người khác. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, mọi người một quan điểm khác nhau nên biết nhường nhịn lẫn nhau. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, vận trình tình cảm bị giảm sút nên tiết chế cảm xúc của mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, đối với những bạn đang còn độc thân có thể phải đưa ra quyết định đau lòng. Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 31, số 78, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này làm cho bạn tuổi Ngọ đang phải giải quyết công việc một cách khá cực đoan. Bản mệnh tuổi Ngọ dường như không thể kiềm chế được tính nóng nảy của bản thân mình, khiến cho mọi chuyện trở nên rối tinh rối mù lên. Và với bạn tuổi Ngọ, bạn cảm thấy khá chi là ức chế khi có bất cứ ai làm trái với điều mà mình mong muốn. Thực ra, nếu như bạn tuổi Ngọ không thể hiện ý kiến một cách rõ ràng thì người khác không thể nào hiểu được. Bạn cần phải bình tĩnh hơn khi nói ra yêu cầu của bản thân mình trong ngày hôm nay. Lại thêm, trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có Kíp Tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn cần phải thận trọng nhiều hơn, kẻo lại bị vướng phải tai họa về tiền bạc bị tiêu tan. Bạn đừng có vội vã quyết định một điều gì đó khi chưa thực sự nhìn rõ ràng về nội tình của nó. về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, giải quyết công việc một cách cực đoan, do tính nóng nảy. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, không giữ được bình tĩnh nên tự gây rắc rối cho bản thân mình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, cảm thấy ức chế khi có người làm trái với ý mình. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, cần phải đưa ra yêu cầu một cách rõ ràng thì mọi người mới dễ dàng hợp tác. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, cẩn trọng về tiền bạc, tránh vội vã đưa ra quyết định. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 41, số 48, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu vàng cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại, và đây là nguyên nhân gây ra sự nóng vội, thiếu đi sự kiên nhẫn của bạn tuổi Mùi trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Mùi, đừng có để cho những lời nói bốc đồng, thiếu suy nghĩ của mình mà làm tổn thương cho người khác. Dù bạn không có ý gì đi chăng nữa thì lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Vì vậy, với lời nói của bạn rất có thể sẽ làm cho đối phương cảm thấy tự ti rất nhiều nữa. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy công việc của bạn tuổi Mùi đang gặp phải một số rắc rối, mà rắc rối này phần nhiều là đến từ chính bạn. Bản mệnh tuổi Mùi không đủ tập trung cho nên mắc phải sai sót, sai lầm, khiến cho công việc của bạn bị trở ngại nhiều. Và ngày này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này làm cho mối quan hệ giữa bạn tuổi Mùi và nửa kia cũng không được mấy hòa hợp, do những hiểu lầm bị dồn nén. Chính vì lẽ này mà tình cảm đôi bên dần xa cách, thậm chí là không hề nghĩ tới việc quan tâm, thấu hiểu nhau nữa. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, có xu hướng dễ nóng vội, thiếu đi sự kiên nhẫn. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, có thể gây tổn thương cho người khác vì lời nói thiếu suy nghĩ. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, tự gây rắc rối cho bản thân nhưng không nhận ra. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, công việc gặp trở ngại vì thiếu đi sự tập trung. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, hiểu lầm bị dồn nén khiến cho tình cảm bị rạn nứt. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 35, số 66, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, Thân Tý Thìn phù trợ, và cái điều này rất có lợi cho bạn tuổi Thân về con đường tài lộc ngày hôm nay. Cái chuyện kinh doanh buôn bán với bạn tuổi Thân được thuận lợi, bản mệnh tìm được người hợp tác đáng tin cậy, nhờ thế mà không cần phải lo lắng quá nhiều, hai bên hợp lực cùng làm việc thu về lợi nhuận sẽ không tồi cho cả hai. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Đây là báo hiệu cho bạn tuổi Thân đừng có cố gắng tranh đấu bất cứ việc gì trong ngày hôm nay. Một điều nhịn bằng 9 điều lành, chỉ khi giữ lại được sự bình tĩnh nhất định, bạn mới tránh được những rủi ro do sự nóng giận của mình gây ra. Ngày này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng, và đây là tín hiệu đáng mừng cho chuyện tình cảm của bạn. Bạn đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên bởi sự tự tin, sự sắc sảo ở bạn. Tuy nhiên, với bạn tuổi Thân, bạn hãy trở thành một người sâu sắc hơn, đừng chỉ phô trương, hào nhoáng ở bên ngoài. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, tài lộc có tin vui, kinh doanh buôn bán được thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, tìm được đối tác đáng tin cậy, mối làm ăn hứa hẹn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, đừng có cố tranh đấu cho bằng được trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, rủi ro có thể xảy ra nếu không giữ được bình tĩnh. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, thu hút được sự chú ý của nhiều người nhờ sự tự tin sẵn có của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 44, số 59, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dậu phải cần hết sức cẩn trọng trong công việc của mình vào ngày hôm nay, bởi bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mạo Dậu gây ra. Với bạn tuổi Dậu, bạn đừng có chủ quan, bởi kể cả những công việc tưởng chừng như đã quá quen thuộc với bạn, nắm chắc thành công trong tầm tay rồi, sẽ bất ngờ gặp trở ngại bởi sự sơ suất không đáng có của bạn mà ra. Bù lại, ngày này với bạn tuổi Dậu lại đang có được cái nguồn tài lộc của bạn khá chi là ổn khi bạn gặp được ngày có chính tài trợ mệnh. Với bạn còn có thể kiếm được thêm nguồn thu nhập nhờ vào nghề tay trái của mình mà bạn dần mạnh dạn đầu tư để sinh lời nữa. Tuy nhiên, với bạn tuổi Dậu, bạn đừng có vội, vừa có thêm chút tiền đã vội vàng mua sắm, tự thưởng cho bản thân mình nếu không muốn tài lộc bị thất thoát nhanh chóng. Ngày này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, đây là nốt thăng hoa báo hiệu cho bạn chuyện vui sắp tới. Đối với những bạn đã có đôi có cặp, có lẽ sẽ dần suy nghĩ tới việc về chung một mái nhà, có nhiều ước mơ và mong muốn chung tay gây dựng gia đình hạnh phúc riêng cho mình nữa rồi. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, thận trọng trong công việc, làm đến đâu chắc đến đó. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, kể cả công việc quen thuộc cũng trở nên chủ quan. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, tài lộc được ổn định, thoải mái trong việc chi tiêu. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, thu nhập tăng lên nhờ nghề tay trái hoặc là việc đầu tư kinh doanh. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, tình cảm được thăng hoa, đôi lứa tính tới chuyện trăm năm. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 53, số 62, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này làm cho con đường tài lộc của bạn tuổi Tuất không ngừng được tăng tín. Bản mệnh tuổi Tuất không cần phải cố gắng miễn cưỡng làm gì, bởi tiền bạc tự chảy vào túi mình. Thực sự vô cùng may mắn với bạn trong ngày hôm nay, và đây là thành quả xứng đáng sau quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn trong suốt thời gian vừa qua. Và với bạn tuổi Tuất, bản mệnh muốn thực hiện việc kinh doanh buôn bán mới, khai trương, cầu tài, thì ngày hôm nay có thể xem xét tính tới việc xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Tây Nam để công việc làm ăn được thuận lợi hơn với mình. Tuy nhiên, ngày này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn lại có phần bị ảm đạm. Bạn và người ấy có những mâu thuẫn, bất đồng nhưng hai người không chịu nhún nhường để giải quyết vấn đề. Dường như tình cảm của hai bạn dành cho nhau chưa đủ quan trọng, cho nên cái tôi cá nhân trở thành rào cản ngăn cách hai bạn. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, tài lộc không ngừng tăng tín, tiền bạc tự chảy vào túi. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, nhận thành quả xứng đáng sau quá trình tự cố gắng. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, nên chọn hướng may mắn nếu như tiến hành khai trương, xuất hành trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, tình duyên ảm đạm, đôi lứa, mâu thuẫn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, cái tôi cá nhân bị lấn át, tình cảm dành cho nửa kia bị phai nhạt. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 45, số 50, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có vận quý nhân tam hội che chở, chẳng những công việc của bạn được suôn sẻ mà con đường tình cảm của bạn được khởi sắc không ngừng, đào hoa nở rộ. Đối với những bạn độc thân thì sớm tìm được một người chung đường chung lối với mình. Trong công việc, bạn tuổi Hợi đang có được vận quý nhân sẽ giúp cho bạn thoát khỏi được những nguy nan khi mà với những vấn đề bất ngờ nảy sinh được bản mệnh giải quyết một cách hiệu quả và nhanh chóng. Nhờ có cơ hội lần này mà với bạn tuổi Hợi, bạn có thể sẽ được cấp trên nhìn nhận và đánh giá khác. Bản mệnh tuổi Hợi sẽ được giao cho trọng trách mới. Nếu làm tốt thì cơ hội thăng tiến với bạn sẽ đến rất gần và rất lớn. Tuy nhiên, ngày này với bạn tuổi Hợi có thể sẽ có một vài rắc rối không mong muốn do thiên quan xuất hiện đưa tới, khiến cho bạn tuổi Hợi cảm thấy lo lắng, bất an ở trong lòng. Tiểu nhân ganh tị với thành công của bạn cho nên sẽ cố tìm cách để phá ngang, gây trở ngại cho bạn bằng được. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, quý nhân che chở, công việc được suôn sẻ. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, đào hoa nở rộ, nhân duyên được vượng sắc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, được giao trọng trách lớn, có được cơ hội thăng tiến. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, cẩn thận, tiểu nhân ganh ghét, tìm cách để phá hoại. Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 10, số 48, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào, gặp lại.